Chuyển động 360 kính chào quý vị. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất đang diễn ra trong nước và thế giới. Ngày 16 tháng 11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định quy định tạm thời biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Quyết định có hiệu lực từ hôm nay và thay thế một số nội dung trong chỉ thị 18 cùng nhiều văn bản khác liên quan đến việc vận chuyển, hoạt động sản xuất, kinh doanh ăn uống mà Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành trước đây. Theo quy định mới, ở cấp độ phường, xã, thị trấn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massage, spa, làm đẹp, quán bar, vũ trường, câu lạc bộ, khiêu vũ, karaoke, dạp chiếu phim sẽ được hoạt động ở vùng cấp độ dịch 1, 2, 3 và không hoạt động ở cấp độ 4. Ở cấp độ 1, người làm việc và tham gia dịch vụ tại đây phải tiêm đủ liều vaccine hoặc là F0 đã khỏi bệnh. Với cấp độ 2, các cơ sở này được hoạt động tối đa 50% công suất cùng một thời điểm. Ở cấp độ 3, trừ dịch vụ 3 vũ trường, câu lạc bộ khiêu vũ, karaoke, các loại hình còn lại được hoạt động tối đa 25% công suất. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!